trưởng ban kỹ thuật. Chỉ lôi chân trưởng ban kỹ thuật đấy, trưởng ban kỹ thuật FM này, các bạn nhìn chất đâu. Đây chúng ta thấy được hai con long của anh. Đây người ta gọi là ruốc này, không dồn vào đấy. Đây này, chúng ta có thể quay sát được. Em ơi, quay phim 50.000 đấy. Hôm nay chúng tôi quay lúc 12 giờ trưa. Giờ này mình thường đang ngủ đấy. Đọc đâu, vừa đăng cái ảnh. Xin chào. Chào các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng tôi đang đi quay Mì Tôm tập 98. Đây là diễn viên chính trong phim. Em ơi, chỗ này có được quay em ơi. Chỗ này cấm quay phim em ơi, đi cho khác nha. Quay chơi thôi anh ơi. Mày chơi cái gì mà chơi? Chơi 50.000 em ơi. 50.000 em ơi. Được, 51.000. Đằng xa kia là thấy một con gì đây các bạn? Hát bục vào. Chiều quá trơn trói kia dẫn hơn. Là những dấu tin nhắn dài chưa từng dám gửi. Mà hai bộ đá không ạ? Trang điểm ra. Dần dần qua tháng năm không ở lại vào tuổi xuân tựa như gió mây âm thầm đi như cánh ký ức ơi đâu. Bây giờ diễn viên mới xuất hiện tại bên em bước âm thầm đôi môi ngập ngừng chỉ kịp trao câu hỏi thăm đừng quay sát đi có tìm lại được nụ cười năm xưa. Chào, cảm nhận thế nào khi mình người diễn viên? Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Cảm ơn Đảng. Cảm ơn Đảng. Có thấy mình đánh Đức nữa. Tạo cơ hội. Có thấy mình đẹp trai không? Không ạ. Em thấy em xấu vậy. Có làm điệu chứ. Có con mơ. Mình đang quay ở hát hát cao quá, nhiều nhà quá. Thấy bảo là hôm trước có vụ tự tử đây rồi. Sợ quá. Bây giờ là 12:30. Trời nắng, gọi là nắng vãi cả nhà ấy. Nắng lắm, nắng. Nhi bụng to. Mách mắt lên nhìn. Không, nó là đeo cái mí mắt kìa. Đeo mí nhỏ. Ừ. Mày làm cong như thế còn gì nữa. Chết. Em làm luôn mà. Chết. Có phải là ấy đâu. Có phải là cả đâu. Đeo cả đâu. Sợ cái mắt đúng không? Cái mí đen đúng không? Cãi sửa anh liếc cái anh thấy rồi. Em nối mí. Không cãi. Không chút mí. Nhưng mà mày có cái mí đen. Con ly nó kẻ cho em một chữ. Không, cái mí này là mí làm này. Mí nó cong. Sao đấy còn kẻ mày nữa. Kẻ mí mày này. Chết. Liếc hết chưa rồi. Sao tự nhiên làm cái gì? Có đánh phấn mặt này. Mặt em tự đánh. Hôm trước thực hành cái vụ mà ấy. Như nào nữa rồi. Cái xong cảnh đầu tiên rồi. Bây giờ chúng tôi đang quay cảnh tiếp theo. Các bạn thấy là rất là nắng. Biết với trái tim rằng một ngày nắng em anh sẽ trở về tìm lại chốn cũ thân quen. Liệu khoảng trời năm ấy có còn thời gian dần qua năm không ở lại và tuổi xuân tựa như mây gió âm thầm đi như cánh ký ức bắt đầu khẽ nắm ngón tay rồi em bước đến ngắm thêm một lần nụ cười bình yên. Liệu dần sau cơn mưa có tìm lại được nụ cười nào mà con trai hôm nào đi quậy có một phần con trai với một đứa gái. Yeah.
cây này rất là đẹp. Đây nhà này rất là đẹp các bạn này. Cảnh quay này là cảnh quay Nhi Vĩ Tân. Tập này Nhi Vĩ Tân cũng xuất hiện nhiều. Xin chào. Máy chạy 3, 2, 1 diễn. Cắt máy hơi cao tí. Cũng còn lá rồi thế sao? Từ anh nghĩ đã. Bây giờ nói gì? Cảm giác của em thế nào sau tập 98? Em gì buồn? Mình chả biết nói gì cả, nhưng mà nếu anh em nào muốn chơi thì bước ra đây. Nếu mà tôi không làm gì được thì tôi giết đông. Bố mày lại sợ mày quá. Thôi anh ơi, em không biết nói gì cả. Thế là bạn này từ Đà Nẵng bay ra để gặp Tân. Gặp Tân để đánh nhau. Em có... Bây giờ lại không bắt. Mày hỏi có bắt không nghe bắt nữa. Có điều gì? Ngoan luôn. Muốn nói xem phim tức thằng Tân quá nên là phải bay ra đây để mà phải đánh sấp vào lưng của thằng Tân. Thế là làm được gì đó chưa? Hiện tại thì vừa mới gặp nó đã đè nó mình ra, nó hôn hít kinh lại. Thật không? Đó thật không? Thật đấy ạ. Thế sao nụ hôn là đồng giới không? Đâu, không phải là đồng giới mà là đồng dâm. Tinh tử. Ông bắt đỏ lên này, ông chết. Ông Lâm mới gặp Trang 2000. Ông mới có một tuần đấy. Trang có một tóc mới. Thế hôm nay không trang điểm, ít trang điểm. Mấy hôm trước trang điểm nhiều quá, em thấy các bạn thấy nó xinh không? Như này có phải tự nhiên mà đẹp hơn không? Trang điểm nhiều quá lên phim nó cũng không đẹp lắm đâu. Vâng ạ. Em không có cảm nghĩ gì đâu anh, đừng phỏng vấn. Em cảm xúc cô đọng gì cô đọng. Quay thôi anh, quay cận mặt thế cảm thấy xấu. Thôi đừng quay anh ơi. Còn mấy chàng ơi, biết đi rồi, con được cơm rồi. Tân máy này mà. Thôi anh quay đi. Bây giờ anh bấm đúng không? Ê, xin nghề của anh rồi. Ui, sao cứ rôm cận mặt. Cắt cắt anh. Cắt đi. Mà xinh mà. Không thôi, cắt đi ạ. Tài thấy xinh không? Xinh mà. Nhưng mà đè em mới có 2000. Mà bây giờ mới được gặp bạn Trang Korean đấy. Trang Korean á? Hàn đi trở về là Trang Korean. Sao? Hôm nay ngồi đây cảm nghĩ gì? Bay Đà Nẵng ra đã định giết thằng Tân đúng không? Nhưng mà cũng không được gặp Trang Coi à. Trang Coi à. Tại Nhật gặp Trang Hàn. Em thấy. Em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 2000 ạ. Năm 2000 ạ. 2K đúng không? Có được gặp chú không? Không, đoán xem em sinh năm bao nhiêu? 94. Đúng rồi, đúng rồi. Đoán chuẩn đấy. Hôm nay rất là vui khi mà được gặp em. Em rất là vui khi gặp anh. Mọi người hãy tiếp tục hướng gương máy quay đến bạn Trang Korean. Thế chân em để đâu? Anh ơi, thế chân em để đâu? Lúc mà ngã xuống tiếp đất thì sẽ... Cho nó tự nhiên, lần sau cho nó tự nhiên là được. Lúc đấy mày sẽ biết thì chân mày để đâu. Nhưng mà... Không khi em lại đè xứ lên người nó nhỉ? Thì phải đè lên mà. Không chân cơ. Chân đè lên đấy nó. Làm đi, làm đi. Sao? Máy chai
Xấu vậy. Xấu rồi. Xấu hay không thì cứ đợi cắt đã chứ. Thì mày ngã mày cứ kệ đi rồi tí sao mày chưa gì đã ấy rồi. Để nằm luôn thì nói luôn cơ mà, để quay ấy cơ mà. Diễn thì cứ diễn đi bà, nhiều khi bà cứ Sam Sam. Làm đi. Sam. Hết được mà. Tao ngã được mà. Không còn đấy ngã đẹp mà, nhưng mà con đấy nó cười thôi. Ngã xong thì nói gì ấy. Con Nhi nó cứ làm sao ấy. Sam. Máy chai 3 2 1 1. Bất cận nói. Anh xem nào ngã được nào. Đều góc. Ồ tự nhiên em đi. Em chó lại cái này. Rồi nằm xuống rồi. Sam. Nó đang ăn cái gì? Leo. Sao lại ăn cỏ ăn đất? À. Không phải thế. Sao vậy? Nó định đi bắt đầu em lấy lên tay luôn. Nói đi. Mic nhá. Mic ơi. Hả? Mic lên. Party. Con bé này 3 tuổi rồi ạ. 3 tháng ạ. Mày chậm quá. Con mẹ dạy mẹ nó. Đi. À, máy chai. Leo. Sorry. Không sao ạ. Máy chai. 3, 2, 1, yes. Cắt. À, sao lại không được dậy? Khá đến nhỉ? Đọc kịch bản chưa? Khác à? Sao đứng dậy? Lý do? Hả? Đâm là... Nói tiếp là gì? Cái hành cuối là kết để lấy ra mà. Ok, tắt rồi bà.